xoan anh em ạ. Đấy. Mình xoan nhé. Chua lắm anh em. Không hề ngon chút nào. Anh em đã đoạn của chua xoan này bây giờ anh em. Rau xoan này rất tốt ăn với canh. Mắc chua luôn anh ạ. Trời bây giờ đen quá anh ạ. Sẽ ăn nốt nhé. Của vãi trưởng. Hơi bị gọi là chua. Anh em thích ăn rau lao không anh em? Mình không thích ăn lắm vì nó chua quá. Chua bãi trưởng. Bye bye anh em nhé. Mình phải kết thúc video thôi nha. Anh em thấy hay thì mình like và đăng ký kênh, chia sẻ cho mình nha. Bye bye.